Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích căn cứ Syria. Động thái được cho là lời cảnh báo đến Bình Nhưỡng. Mỹ tuần trước điều một nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực, trong khi các cố vấn Nhà Trắng cân nhắc biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, cũng như lựa chọn quân sự đối phó Triều Tiên. Một cố vấn cấp cao Nhà Trắng về chính sách đối ngoại hôm qua một lần nữa cảnh báo Mỹ ưu tiên dùng áp lực ngoại giao, nhưng cũng không loại trừ hành động quân sự.